Kết nó. Kết đằng lạ. À có thêm rạ đó. Ok. Vậy là ở bên trường họ gọi cho Mọi Duyên để mà đi đón con gái nha các bạn. Mọi Duyên cũng chưa biết họ cần cái gì nữa. Đấy, Mọi Duyên phải chạy nhanh lên để mà đi đón. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại là Mọi Duyên đang chuẩn bị một buổi sáng. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 năm 2023. Đấy, hôm nay là cái ngày ngày khai trương để đưa con giống như ngày khai giảng khai trương vậy đấy, để đưa con để đi lên trường. Cho nên là buổi sáng ăn tô bún. Đấy. Bún ở đây tự làm nhé. Đấy, bún bò, bún giò. Đấy, đây là rau. Đúng không ạ? Ăn thật cho nó đá luôn. Này tự làm, hôm qua cũng ăn bún mà hôm nay cũng ăn bún. Mời tất cả các bạn ăn cùng Mà Duyên nhé. Thấy ngon không? Hai cái giò luôn. Hai cái giò, một cái bún. Ăn tô bún tự làm ở nhà. Cái vịt rau nữa. Đấy, ớt trái. Thế mới ngon. Nó bột. Nghe nào à? Hello, xin chào cô chú anh chị em. Và hiện tại thì Mà Duyên đã đưa con trai đến trường rồi. Chờ buổi chiều đến đón. Ok nha các bạn. Hiện tại là đây là ngày đầu tiên. Đấy. Vợ chồng mình ở nhà. Đấy. Có nghĩa là hôm nay là ngày là hai đứa con mình đi học hết rồi. Đấy. Cái ngày hôm nay là ngày đầu tiên là gia đình mình giống như không có ở với con. Đấy, bây giờ hai vợ chồng của mình là chuẩn bị để đi đón con. Tại vì trường khác nhau. Con trai thì học ở trường trung học, còn con gái thì học ở trường tiểu học. Ở trường cấp 2, con trai là học ở trường cấp 2. Còn con gái là học ở trường cấp 1. Cho nên hôm nay là ngày đầu tiên đấy, hai vợ chồng mình chuẩn bị để đi đón con đấy. Còn Mà Duyên thì đi đến trường cấp 2. Còn vợ thì đi đón con gái ở trường cấp 1 đấy. Ok nha các bạn. Đây là cái vé xe buýt. Cái vé xe buýt để mà Duyên đi đến trường của con trai để mà đón họ về. Tại vì mới qua đấy cho nên sợ họ không biết đường như thế nào đấy, cho nên là Mà Duyên sẽ đi 2-3 bữa cho con nó quen để cho nó xuống xe đấy, và Mà Duyên đang chờ xe buýt đến.
Đây các bạn, hiện tại là Mạo Duyên đã tới trường rồi nhá. Và Mạo Duyên cũng chia sẻ cho các bạn biết luôn để cái xe buýt ở đây như thế nào và đi xe buýt như thế nào. Và cái vé xe buýt nó có đây là cả vé xe buýt. Đây, cái vé xe buýt này là mình mua ở ở Seven hay là ở đâu đấy, thì một vé của nó là $3.50. Đấy, $3.50. Đấy, đây là hai vé. Còn cái vé này á là khi mình lên xe xong rồi mình đưa cái vé kia cho họ, rồi họ sẽ đưa cho xe cho mình cái vé này. Cái vé này thì nó đi nó có thời gian nhé, này có thời gian. Ví dụ như mình đi có thể đi là 2 tiếng chẳng hạn, vì 2 tiếng. Cái xe cái vé này là tới số 16 này. Đấy, tới 16, số 16 có nghĩa là tới 4 giờ. Tới 4 giờ tới 5 giờ là mình không có đi được cái vé này nữa. Mình bắt buộc là mình phải lấy cái vé mà mình mua cái vé mình mua kia. Còn cái vé này là mình cứ đi là một xe nào cũng được hết á. Xe ở thành phố này mình đi xe nào cũng được hết. Này mình dùng cái này thôi. Chỉ cần mình đi đầu tiên là mình đưa cái vé kia trước, rồi mình khi nào mình muốn chuyển qua xe khác hoặc là chuyển đường khác á, thì mình cứ đưa cho họ cái này là được. Họ xem thử mấy giờ là ok. Đấy, như vậy thôi. Và đây họ cũng qua đây họ đón để mà đón con của họ đấy. Này, hôm nay là ngày đầu tiên họ cũng qua đây họ đón để đón con. Đấy, hôm nay là ngày đầu tiên để đi đón con mà thầy của con trai mình nói á, bây giờ là chờ xíu nữa, khoảng 20 phút nữa họ có BBQ đấy, có nghĩa là ăn đồ nướng này nọ đấy, thì mọi người sẽ vào sau trường để mà ăn cùng với họ, nên là cái này là ít vậy đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ vào đây để xem thử tình hình như thế nào đó. Đó là để vào sau trường. Ok, đây quay cho các bạn xem trường, cái khu vui chơi của mấy đứa nhỏ. Đấy, mấy học sinh. Cái trường nó cũng nhỏ nhưng mà cái công viên, cái chỗ chơi cho học sinh rất là rộng luôn. Ở đây là họ đang chuẩn bị làm BBQ, đồ nướng, đồ gì đấy không biết nữa. Họ nói là làm mà giống như bữa ăn đầu tiên đấy. Để xem thử ăn cái gì nhá. Cái nào? Cái đằng là ăn không thèm rạ rồi. Hả? Ăn không rồi. Lại cái ba có không? Ăn mà ăn. Cái này nhà. Thế này mà tỏ một cái hẹn này, cái hẹn hả? Cái là này này cất nhiều hẹp này, cất nhiều hẹp này lại, thế lại bong hạ bên rồi. Hỏi thử con trai mình nói đi học có vui hay không, nói là vui, có thích hay không, thích. Đấy, thích đi học các bạn. Đấy, tại vì ở đây trường ở đây á là thầy cô họ rất là nhiệt tình đấy, thích đi chơi giống như mấy đứa trẻ ở đây thích đi học lắm. Không giống như Mạo Duyên trước đây, Mạo Duyên trước đây thích đi chân bò hơn. Đấy, còn ở đây đồng phục thì nó khác nhá, cái mình thích mặc đồ gì thì tùy theo mình. Còn ở Thái thì mình đi học đấy là trường học họ cho giống như đồ phục thì họ cho mặc một bộ thôi. Đấy, còn đây thì họ cho mình thích mặc gì thì mình mặc thôi. Trời, chạy xuống thích lắm, để ở nhà để xem phim TV không rồi, để đi học cũng vui. Bro Okay.
Vậy là ở bên trường họ gọi cho Mao Duyên để mà đi đón con gái nha các bạn. Mao Duyên cũng chưa biết họ cần cái gì nữa. Đấy, Mao Duyên phải chạy nhanh lên để mà đi đón. Đây là trường của con gái của Mao Duyên. Đấy, thấy là mẹ nó đang chờ. Đang chờ không biết về chờ tại vì người ta hỏi đi đón con đi đón chỗ nào, không biết nói chuyện với ai như thế nào đấy. Nên là bên trường họ điện cho Mao Duyên để mà nói đi đón học sinh. Và mẹ đi đón thì không biết đi đón ở chỗ nào, cho nên là mẹ là phải chờ ở đây. 4:45 hả? Mình chẳng nào mà tôi muốn làm tên hết đâu vậy? Như là ạ? Điên hả cò này? Điên này kìa. Tôi đặt anh rồi đấy. Lắc mỹ như là ác bố nhu ạ? Hả? Vậy là được rồi nhá. Ăn sao mà ăn mà đỏ hả? Ăn mà đỏ. Đấy, mấy đứa nhỏ nó đi học thích lắm. Đấy, ở đây mấy đứa nhỏ nó đi học thích lắm tại vì hôm nay cũng nói chuyện với người cô của họ. Họ nói là không sao đâu, họ giống như cái người mà mới vào trường đấy là chưa biết gì hết á, là họ có cách để mà dạy để cho ví dụ như để làm quen, rồi họ sẽ tiếp xúc với tiếng Anh rồi để sẽ nói được tiếng Anh sớm thôi. Nè, họ nói như vậy thôi. Nè, hôm nay Mao Duyên vội quá đi về là đón con trai rồi xuống xe rồi nghe điện thoại của trường gọi qua cho Mao Duyên nói là bây giờ cái người chưa đặt không có ai đón, rồi ai qua đón đây. Rồi bây giờ nó là ở chờ tôi 10 phút. Tại vì Mao Duyên cũng chạy qua đây chắc cỡ 10 phút, chưa tới 10 phút là tới trường. Đấy, và đây cũng là công viên. Đây công viên mình hay qua đây chơi. Đấy, gần thôi. Đấy, và Mao Duyên cũng cảm ơn tất cả cô chú, anh chị em đã xem video Mao Duyên nhá. Đấy, bye bye, hẹn các bạn cô chú, anh chị em trong video tiếp theo.